sốc khi thấy ngôi nhà thờ được trang trí bằng 40.000 bộ xương người. Những bộ xương được trang trí bên trong nhà thờ này đều là xương thật, được lấy từ hài cốt của người bị chết do dịch hạch và chiến tranh. Nhà thờ Xét Lét Osuari cách thủ đô khoảng 70 km về hướng đông Cộng hòa Czech là nơi rất nổi tiếng, bởi nơi này chứa hơn 40.000 bộ hài cốt và được sử dụng để trang trí nhà thờ. Do đó, nơi này còn có một cái tên khác là Nhà thờ Xương. Vào năm 1870, gia đình Swagen đã mua một ngôi nhà thờ và yêu cầu nhà điêu khắc địa phương Francis Linh trang trí nội thất bên trong phải khác thường. Nhiều bộ xương ở nghĩa trang gần đấy được khai quật để lấy chỗ xây dựng và mở rộng nhà thờ. Linh đã sử dụng hàng ngàn bộ xương để làm thành nhiều vật dụng trang trí bên trong nhà thờ. Ông ta cũng lưu lại tên của mình bằng chữ cái ghép bởi xương, ngay trên bức tường gần cầu thang cạnh lối ra. Điều ấn tượng nhất khi bước chân vào nhà thờ này chính là chiếc đèn chùm khổng lồ. Nó sử dụng hầu hết các phần xương của cơ thể con người. Hai bên là bốn tháp đầu lâu song song với nhau. Thật sự khi nhìn kỹ, du khách đều cảm thấy khâm phục khi sự sắp xếp những mảnh xương với nhau rất tỉ mỉ. Mặc dù có chút trùng rợn nhưng ai cũng công nhận rằng họ quá ấn tượng với lối kiến trúc này. Nhiều người khi đến đây tự hỏi là ở đâu mà người ta lại có số lượng lớn xương người để lắp ráp như vậy. Trong suốt thế kỷ 14, khi đại dịch cái chết đen do dịch hạch đã có 30.000 người được chôn cất tại đây, sau đó là trận chiến kéo dài 15 năm đã cướp đi sinh mạng của 10.000 người nữa. Tất cả đều được chôn cất tại nghĩa trang Xét Lét, gần nhà thờ này.